Kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quá có truy cập vào kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Và Gillette là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng ở trên thế giới và trong lĩnh vực âm thanh. Gillette có rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau và Phụ Kiện Audio cũng giới thiệu cho anh em nhiều clip trước đây. Và clip này thì Phụ Kiện Audio để giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác anh em là Pre đèn hay gọi Tupi Pre đèn của chính hãng của Gillette Singapore ấy. Tupi Pre đèn hay là cái bộ tiền khuếch đại âm thanh ấy, một cái sản phẩm chính hãng của Singapore và được bảo hành 12 tháng. Pre đèn của Gillette cũng có một số clip mà Phụ Kiện đã giới thiệu cho anh em ấy. Clip này lại lên cho anh em một cái con Pre đèn Tupi Pre đèn chính hãng của Gillette, cái bản chất lượng thiết kế rất là đẹp nha, vẫn là một cái màu đen truyền thống rất là tinh tế. Đấy, vỏ ngoài hợp kim nhôm nguyên khối rất là chắc chắn này, cực kỳ chắc chắn. Thông tin của sản phẩm thì rất là vẫn thể hiện ở mặt dưới, model là Tupi Pre GT507D made in Singapore, được sản xuất tại Singapore mà. Đấy, tất cả những dòng Pre đèn hay DAC giải mã của Gillette đều được sản xuất tại Singapore. Sẽ có 4 đứa đệm mút cao su để chống trơn trượt rất chắc. Phía trên là có ngõ để cắm bóng này, sử dụng là bóng 7 chân nhỉ. Bóng 7 chân cũng rất là thông dụng. Đó. Logo nhà sản xuất này. Mặt trước được trang bị như 3 nút chiết áp, một nút lớn và 2 nút nhỏ. Kèm với đó là một nút nguồn, là nút sử dụng là nút gạt, tắt bật này. Ừ, tắt bật. Có nút lớn nhất bên này là nút volume, tăng giảm âm lượng này. Bên cạnh là một nút chỉnh bass này và một nút chỉnh tép này. Đó. Bát tính tép và thiết kế nó nhỏ hơn so với volume lượng đấy. Và tất cả các nút thiết kế rất là đẹp và các cổng kết nối ở sẽ được thể hiện ở mặt sau cùng với lại cái nguồn đầu nguồn vào cũng là thể hiện mặt sau, sử dụng là nguồn 12V. Cổng kết nối con này nó sẽ được sử dụng một đường input và đường output, là sử dụng là jack RCA, jack AV đấy. Và có một đường để gài dâu vào tút. Input thì có một đường là AV, một đường Bluetooth. Đường Bluetooth thì dâu Bluetooth sẽ gài vào thiết bị này, còn đường AV thì dây RCA, dây AV sẽ gài vào đây, hoặc là đường output cũng vậy, gài vào thiết bị này. Đó, đó là tổng quan tất cả các cổng kết nối Pre đèn này. Anh em có thể kết hợp với những dòng DAC giải mã này, hoặc là anh em có thể sử dụng trực tiếp từ kết nối từ điện thoại hoặc từ thiết bị đầu để kết nối vào âm ly. Gillette thì nó là của Singapore, chất lượng nó hơn hẳn một số cái dòng Tupi Pre như của Suka đấy, thì chất lượng nó sẽ không thể bằng được con Gillette của Singapore này anh em nhé. Bộ Pre đèn và những cái phụ kiện đi kèm, đấy, tất cả những phụ kiện đi kèm. Đầu tiên là sẽ có hai bóng, sử dụng bóng 7 chân. Và bóng 7 chân này thì anh em mà cắm thì cắm đúng chiều là sử dụng này. Đấy, anh em đúng chiều nó có một cái phần khuyết. Đó, cắm đúng chiều được, rất là chắc nha. Đúng chiều bên này cũng vậy. Anh em đúng cắm đúng chiều là sử dụng thôi, rất là dễ. Anh em quay có đúng phần khuyết anh em cắm. Phụ kiện đi kèm thì sẽ có dâu Bluetooth. Và dâu Bluetooth này là anh em khi nhận thiết bị đấy, anh em bên gài trực tiếp vào gài vào thiết bị, đấy, kết nối vào bên thiết bị để tránh nó bị thất lạc. Đấy, nó cũng rất là nhỏ gọn, để ở ngoài rất dễ bị thất lạc anh em ạ. Nếu sử dụng hay không sử dụng thì anh em cũng nên cài gắn vào thiết bị để tránh thế nào. Và cùng với đó sẽ có một cái adapter nguồn. Đấy, adapter nguồn và dây nguồn liền của nguồn khá là dài anh em ạ. Và còn là adapter nguồn này hàng chính hãng, anh em có thể cắm được những nguồn điện từ 100 đến 240V và đường output ra là đường 12V và 2A. Đấy. Và khuyến cáo anh em nên sử dụng đúng cái củ nguồn đi kèm để thiết bị hoạt động một cách tốt nhất nhé. Đấy, tránh sử dụng sai củ nguồn thì thiết bị sẽ kém hiệu quả. Đó là tất cả những cái phụ kiện đi kèm của con Pre đèn GT507D. Đã kết nối nguồn điện này, bật công tắc nguồn anh em này. Hai bóng nó sáng này. Một đường input và đường output này. Giờ này sẽ input output sử dụng là đều đường RCA, đường AV nhé. Tăng âm lượng nên anh em cũng cảm nhận chất âm này. We'll be right back.
mà chưa có bật đèn ấy, chưa sử dụng bật đèn ấy, thì tiếng nó sẽ khác, còn khi mà sử dụng bật đèn ấy, thì chất âm nó sẽ khác khác hẳn nhá. Đấy, anh em có thể lựa chọn đó, còn là bật đèn GT507D, một cái bộ tuyển khuếch đại âm thanh chính hãng của Gillette Singapore, được bảo hành 12 tháng, 1.350.000 một bộ. Và ngoài những cái phụ kiện đi kèm, anh em mà cần thêm những dòng dây tín hiệu, ví dụ nó là RCA, dây AV của Hitachi bãi Nhật này, để kết nối từ bật đèn này xuống âm ly, hoặc là các thiết bị khác ấy, một bộ AV đấy nhưng giá cũng chỉ có hơn 200.000 thôi, giá cực kỳ tốt anh em nhé. Và mọi thông tin thì quý vị và các bạn, các bác em có thể liên hệ với phụ kiện Audo theo số điện thoại phía dưới này, 0835318889, cửa hàng ở 609 Trường Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Quý vị và các bạn, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để cùng trải nghiệm nhé. Xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các bác em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, bác em trong những video clip kế tiếp nhé.